Và cuối cùng thì Sở Kim Đi Multiverse tập 39 phần 5 đã được Dom Studio đăng tải vào tối ngày hôm qua. Một tập phim thực sự là điên rồ. Một cuộc chiến với những cảnh quay vô cùng mãn nhãn giữa nhân vật du hành Clockman và nhân vật mèo khủng bẩy. Thông qua những lời nói của các nhân vật này, rất nhiều chi tiết đã được hé lộ và chúng ta cũng biết được những khả năng đặc biệt của các nhân vật. Và diễn biến tiếp theo của bộ phim sẽ đi về đâu? Tất cả câu trả lời sẽ được mình giải mã trong video này. Chính vì vậy, các bạn nhớ theo dõi đến hết video để không bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào nhé. Và chào đón tất cả các bạn đã đến với kênh của Boom Game. Hãy nhớ like và đăng ký kênh cho mình để mình có nhiều động lực làm video hay hơn nữa nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và còn chờ đợi gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Mở đầu video, cuộc chiến ngay lập tức được bắt đầu. Nhân vật du hành Clockman sử dụng một loại năng lượng nào đó, tạo ra một sức mạnh giống như các luồng điện tấn công vào nhân vật mèo khủng bẩy. Nhưng thủ lĩnh Sir Kibdi của chúng ta cũng không phải là dạng vừa đâu. Anh ta nhảy lên không trung để né tránh và dùng một sức mạnh từ đôi mắt bắn ngược trở lại vào du hành Clockman. Nhưng Clockman của chúng ta cũng tạo ra một lớp khiên, mà chính xác nó giống một lớp khiên tàng hình thì đúng hơn. Lớp khiên này được tạo ra và đỡ được cú bắn này. Sau đó anh ta lại dùng tấm khiên để tấn công ngược lại mèo khủng bẩy. Về phần mèo khủng bẩy, anh ta dùng tay phá hủy nó thành nhiều mảnh. Để rồi giờ đây anh ta lại sử dụng một loại năng lượng mới giống như một cơn lốc màu tím, phản đòn ngược lại du hành Clockman. Lúc này một cánh cổng dịch chuyển được tạo ra và nhân vật du hành Clockman đã đẩy mèo khủng bẩy chui vào. Thật bất ngờ, đó chính là series Skibidi Zombie của Monster Up. Có điều sau khi dịch chuyển và đặt chân tới series này, mèo khủng bẩy của chúng ta đang có dấu hiệu gì đó và anh ta đã nói rằng đây là tác dụng phụ của dịch chuyển tức thời hay sao? Vậy là chúng ta có thể hiểu được khi dịch chuyển từ vũ trụ này qua vũ trụ khác, nó giống như việc chúng ta đang đi xe vậy. Chắc chắn rằng mèo khủng bẩy đang bị say xe các bạn ạ. Đầu anh ta đang quay quay chóng mặt, mình nghĩ có thể anh ta cũng đang buồn nôn cũng nên. Giờ đây khi bị đẩy vào series Skibidi Zombie, mèo khủng bẩy đang bị rất nhiều zombie bao vây xung quanh. Nhưng chúng ta cũng có thể thấy rằng cơ thể của mèo khủng bẩy rất to lớn so với các zombie này. Anh ta bắt đầu chắp tay sau lưng rồi bay lên cao, sử dụng đôi mắt của mình để tiêu diệt hết lũ zombie. Đến thời điểm này chúng ta mới chính thức thấy được thứ gì được bắn ra từ đôi mắt của mèo khủng bẩy. Nó giống như một làn khói màu đen với sức mạnh rất lớn. Khi sử dụng sức mạnh này, phải quan sát thật kỹ chúng ta mới nhận ra được đôi mắt của mèo khủng bẩy đã biến đổi thành con mắt màu đen. Trông thực sự là vô cùng đáng sợ. Mình nhớ là mình đã từng xem một phim nào đó cũng có một nhân vật có đôi mắt màu đen như thế này. Nhưng mình không nhớ nổi tên phim các bạn ạ. Nếu ai đã từng xem phim tương tự, hãy bình luận ở phía dưới cho mọi người cùng biết nhá. Cảnh quay chuyển qua nhân vật du hành Clockman. Anh ta chưa kịp làm gì thì bất ngờ, Z-Man ở đầu tự nhiên lại ngã ra. Thấy sự xuất hiện của nhân vật Z-Man này, du hành Clockman đã nói rằng wow, trông bạn thật ngờ giống như Boom Game đấy. Z-Man cũng ra hiệu chỉ tay về phía Titan Clockman. Anh ta đang chiến đấu với Titan TV Man Zombie và Astro Zombie tại thời điểm đó. Đây là thời điểm tập 25 hay là 26 ở bên series Skibidi Zombie. Vậy là có vẻ series Multiverse này của Dom Studio đang chậm hơn so với series Skibidi Zombie. Lúc này một cảnh tượng khá là hài hước xảy ra, một con zombie cắn vào ngón tay của du hành Clockman. Anh ấy ném zombie ra rồi sau đó nhìn lại cánh tay của mình. Như tất cả chúng ta đều biết rằng, nếu bị zombie cắn vào cơ thể thì khả năng họ sẽ bị biến thành zombie là rất cao. Chính vì vậy, giờ đây du hành Clockman sử dụng năng lực của mình, quay ngược thời gian trở lại, trở về trạng thái con zombie trước khi cắn. Để rồi chỉ dùng một cái búng tay mà thôi, con zombie đã bay cả trăm cây số. Để rồi giờ đây du hành Clockman lại mở cánh cổng thời gian cho mèo không bảy cùng anh ta quay trở lại. Nhưng tiếp tục lại ở một nơi nào đó, họ lao vào tấn công nhau khá là ảo. Và rồi mình cũng đã nhận ra được vũ trụ mà họ đã dịch chuyển đến, đó chính là series Skibidi World của Verlaine. Vào thời điểm này Titan Cameraman và Sona Titan thì đang bắn nhau, dùng tia laser để đối đầu. Còn hai nhân vật của chúng ta thì cũng thực hiện hành động tương tự như vậy, nhìn khung cảnh này vô cùng đẹp mắt. Chúng ta cũng có thể thấy rằng sức mạnh của nhân vật Clockman mạnh hơn của mèo khủng bẩy. Anh ta đã đẩy lùi được mèo khủng bẩy lùi lại. Thậm chí anh ta còn có thời gian để nói chuyện với Sona Titan rằng bạn có muốn gia nhập vũ trụ của chúng tôi không? Nhưng chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã bị mèo khủng bẩy đẩy bay ngay về cánh cổng dịch chuyển và trở lại với vũ trụ gốc của mình. Giờ đây hai nhân vật này bắt đầu có những cuộc trò chuyện sẽ tiết lộ cho chúng ta khá là nhiều tình tiết mới. Nhân vật du hành đã nói với mèo khủng bẩy rằng tôi chắc chắn rằng bạn biết chúng ta có một kẻ thù chung. Chúng ta lên đừng lãng phí thời gian. Ôi giời ơi! Chưa kịp nói hết câu thì mèo khủng bẩy tặng ngay một cú đấm vào đầu của nhân vật này. Cú đấm này mạnh tới mức xuyên thủng đầu của anh ta luôn. Tưởng chừng như nhân vật Clockman đã bị hạ gục, anh ta đã chết.
và rồi Mel07 quay lưng đi, thì một điều bất ngờ đã xảy ra, lại thêm một khả năng mới mà chúng ta chưa được chứng kiến bao giờ. Một linh hồn của Clockman xuất hiện, linh hồn này lại còn có khả năng quay ngược thời gian để nhân vật du hành của chúng ta sống lại. Và lúc này anh ấy còn nói rằng: "Chúc mừng bạn, bạn vừa làm tôi tức giận đó." Và cũng kể từ giây phút này, chúng ta được chứng kiến khả năng thực sự là điên rồ của nhân vật du hành Clockman. Anh ta tạo ra rất nhiều cú đấm tấn công vào Mel07, kèm theo một đầu rồng đẩy anh ta vào mái vòm lơi mà Titan Clockman đã tạo ra. Chưa dừng lại, rất nhiều ảo ảnh bay xung quanh nhân vật Mel07, đúng là một khả năng vô cùng đáng kinh ngạc. Những ảo ảnh này sử dụng sức mạnh làm cho Mel07 bị bất động. Điều này khiến anh ta còn thắc mắc rằng: "Tại sao tôi lại không thể di chuyển?" Và du hành Clockman bắt đầu giải thích về điều này: "Bạn có đang sử dụng trọng lực không? Trọng lực mất ý nghĩa của nó nếu không có thời gian. Vậy tại sao tôi lại sử dụng trọng lực khi tôi có thể dừng thời gian? Hiện tại tôi chỉ đang sử dụng một cấp độ dừng thời gian khác, vì bạn gần như miễn nhiễm với cấp độ đầu tiên." Vậy là chúng ta cũng hiểu được rằng khả năng dừng thời gian của tộc Clockman có vẻ như có rất nhiều cấp độ. Những khả năng ban đầu dừng thời gian mà chúng ta đã từng thấy trước đây, đó mới chỉ là cấp độ đầu tiên mà thôi. Những cấp độ này gần như không thể làm ảnh hưởng tới Mel07. Chính bởi vậy, với lần đối đầu này, nhân vật du hành của Clockman đã sử dụng một loại cấp độ thời gian khác. Và nếu là như vậy, mình nghĩ rằng có thể nó sẽ còn nhiều cấp độ cao cấp hơn phía sau mà dần dần thời gian chúng ta sẽ được chứng kiến. Nhưng sau đó, chúng ta cũng thấy được Mel07 vẫn có thể phá vỡ được khả năng dừng thời gian này. Có điều, sau khi sử dụng năng lượng để phá vỡ nó, nhân vật Mel07 của chúng ta lại có dấu hiệu bị nôn, giống như việc anh ta đã sử dụng quá sức mạnh của mình vậy. Nhân vật du hành Clockman đã bắt đầu tiếp tục tiết lộ với anh ta rằng cô bé Bentali vẫn còn sống. Mel07 có chút bất ngờ và ngạc nhiên về điều này. Ngoài ra, nhân vật Clockman cũng đã nói thêm: "Dựa trên những gì tôi đã thấy trong tương lai, tôi chắc chắn rằng bạn có thể cảm nhận được khi ai đó đang nói dối bạn. Bây giờ hãy nói cho tôi biết, tôi có đang nói dối hay không?" "Bạn luôn có thể theo dõi vị trí của cô ấy, nhưng bạn chưa bao giờ thử vì bạn sợ sẽ phải đối mặt với một xác chết. Bây giờ vẫn chưa quá muộn đâu." Vậy là chúng ta cũng có thể hiểu được rằng nhân vật Mel07 còn có một khả năng đặc biệt khác, đó là việc biết được người khác có nói dối hay không. Và anh ta cũng luôn biết được vị trí của cô con gái Bentali. Có điều anh ta không biết được con gái của anh ta còn sống hay là đã chết. Chính bởi vậy, anh ta sợ phải đối mặt nếu như đó là một cái xác chết. Với việc giờ đây Clockman đã tiết lộ rằng cô bé Bentali vẫn còn sống, nhân vật Mel07 ngay lập tức rời đi mà không hề chào hỏi hay tạm biệt lấy một câu nào cả. Giờ đây cảnh quay tiếp tục chuyển cảnh khi chúng ta thấy nhân vật báo thức Clockman đang cố gắng hò hét và ra hiệu cho Titan Clockman rằng: "Em đã phá vỡ được hết đấm bom mìn rồi anh ơi." Vậy là kể ra anh chàng lại cũng siêu ra phết đấy chứ. Ở tập trước khi cắt dây phá rỡ bom mìn thì anh ta toàn cắt bừa thôi. Chẳng may mà có cắt nhầm bị nổ thì anh ta lại bấm dừng thời gian quay trở lại. Ấy thế mà đến giờ phút này cũng đã phá xong hết được đống bom mìn rồi các bạn ạ. Chúng ta cũng nên dành một lời cảm ơn cho nhân vật báo thức Clockman này. Và giờ đây sau rất nhiều thời gian Titan Clockman phải đứng chôn chân một chỗ để đảm bảo cho những quả bom này không bay ra, thì đến giờ phút này Titan Clockman cũng chính thức đã được giải thoát. Lúc này nhân vật du hành Clockman tiến đến và cả cỗ máy đi cùng của anh ta cũng xuất hiện. Để rồi trước khi hai nhân vật lại rời đi, anh ta còn nói lại một câu rằng: "Ô kìa, đừng có nhìn tôi như vậy chứ." Có vẻ như câu nói này muốn ám chỉ tới việc báo thức Clockman đang rất tức giận với việc hành động. Anh ta đã yêu cầu nhân vật báo thức giết chết Boss Clockman. Nhưng chưa để báo thức Clockman kịp nói điều gì thì anh ta đã nhanh chóng chuồn khỏi nơi đó. Và rồi tập phim kết thúc. Vậy là với việc tập 39 phần 5 được đăng tải, đã kết thúc đi những cuộc chiến còn đang dang dở tại căn cứ Skibidi này. Tất cả các nhân vật của chúng ta đều đã được giải thoát. Giờ đây có lẽ hành động tiếp theo của họ sẽ là tìm đến vị trí của Z-Man, nơi mà ngày tận thế Z-Man sắp được hoàn thành, để cố gắng ngăn cản và phá hủy nó. Nhưng chúng ta cũng phải nhớ một điều rằng, giáo sư Skibidi đã từng nói rằng sẽ có hai nhân vật Skibidi 04 và 05 có nhiệm vụ ngăn cản Titan Clockman đến để làm điều đó. Chính bởi vậy, rất có thể tập tiếp theo chúng ta sẽ được chứng kiến sự xuất hiện của hai nhân vật Skibidi này. Họ sẽ đến và đánh nhau với Titan Clockman. Nhưng mình nghĩ điều đó cũng không thể gây khó dễ được cho Titan Clockman của chúng ta đâu. Và trước đây trong video phân tích lần trước mình đã tiết lộ rằng đến tập 50 thì series Skibidi này sẽ dừng lại. Nhưng với việc mỗi tập phim cứ kéo dài đến tận 4 đến 5 phần như thế này thì mình không biết đến bao giờ tập 50 mới đến các bạn ạ. Không sao, series lại càng kéo dài thì mình lại càng thích, kể cả nó có tận phần 10 luôn cũng được các bạn ạ.
Và hy vọng rằng tập 40 sắp tới, chúng ta sẽ được chứng kiến ngày tận thế của G-Man được hoàn thành và những khả năng đặc biệt của G-Man này. Sau khi G-Man được hoàn thành, Professor Kirby sẽ nhận ra được âm mưu của C-Pen và chủ nhân. Họ sẽ liên kết với nhau và cùng chống lại chúng. Đặc biệt chúng ta còn đang chờ đợi, với việc đặc vụ Dom Studio đã xuất hiện ở cuối tập trước, anh ta có thể giúp gì cho series này? Và liệu anh ta có những khả năng gì khác nữa không? Chắc có lẽ các tập phim tới sẽ càng ngày càng hấp dẫn và trở lên điên rồ hơn bao giờ hết. Còn các bạn có phát hiện gì? Hãy nhớ để lại comment cho mình và mọi người cùng biết nhá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!